Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn thực hành về bài tập tách gộp dữ liệu trong cái cột Excel. Ở đây mình có hai bài tập, đó là bài tập về tách cái cột họ tên và tách cái số và phần đơn vị. Đối với cái phần tên này, mình cắt phần tên thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái hàm trim để mình cắt bớt cái phần khoảng trắng ở phía sau của cái họ và tên. Như vậy thì sau khi mà mình đã cắt bớt được những cái phần khoảng trắng dư thừa ở phía sau của họ tên á, mình sẽ nhấn Ctrl C và clip phải chọn copy, chọn kiểu dáng là giá trị 123 để cho dữ liệu của mình là dạng chuỗi ha, không còn là kết quả của công thức nữa. Rồi tiếp theo là mình sẽ quét chọn bước thứ hai là mình sẽ quét chọn cái cột tên này, dữ liệu trong cái cột tên. Mình sử dụng Ctrl H. Đấy, rồi mình gõ dấu sao và khoảng trắng. Và cái phần relay này là mình để trống, mình không để gõ cái gì hết. Sau đó mình chọn relay on. Đó, như vậy thì mình đã cắt được cái phần tên. Đối với cái phần họ này mình sẽ sử dụng cái hàm left để cắt bên trái. Cắt bên trái của cái cột mà của cái ô dữ liệu họ và tên nè. Cái phần cắt ra của mình đó là cái độ dài của cả chuỗi trừ đi cái phần độ dài của tên. Cho nên mình sẽ sử dụng cái hàm length để mình lấy độ dài của cả chuỗi họ và tên. Sau đó mình trừ đi cái cũng hàm len chiều dài của cái phần tên nè, độ dài cái chuỗi tên đó. Đó thì mình sẽ ra được cái độ dài của cái chuỗi cái phần. Như vậy thì mình sẽ có được cái phần họ. Rồi, trong trường hợp mình đây là mình tách thôi, còn nếu mà mình gộp, mình muốn gộp, ví dụ như dữ liệu của mình sẵn có hai cái phần cột họ và cột tên, bây giờ mình muốn gộp lại như thế nào? Ví dụ mình muốn gộp lại họ và tên nè. Gộp lại họ và tên thì mình sẽ dùng cái công thức là mình nối chuỗi, có nghĩa là họ nè. Mình sẽ nối chuỗi với lại dùng cái phép nối chuỗi với cái phần tên. Đấy, lý do là mình đã lấy cái phần cái lấy mình đã sử dụng cái hàm là cắt bên trái nè, bằng độ dài của cả chuỗi trừ đi độ dài của phần tên, cho nên là khi mình cắt ra cái phần phần họ đó, nó luôn luôn có cái dấu dấu khoảng trắng ở đây. Đấy, cho nên là mình khi mình nối chuỗi với nhau mình không cần sử dụng khoảng trắng chính giữa. Như vậy thì khi mà mình có công thức được như thế này rồi á, thì mình nên sử dụng cái hàm trim bọc bên ngoài để mình cắt bỏ cái phần khoảng trắng. Còn nếu như mình không sử dụng hàm trim thì mình có thể sử dụng cách là mình sẽ cộng với này, là mình có thể trừ đi một là trừ đi một cái phần khoảng trắng, cái phần khoảng trắng ngay chỗ trước cái chữ an này. Đó, như vậy thì mình sẽ không có còn cái khoảng trắng ở cuối của cái phần cái cột cái dữ liệu của cái họ. Mà khi khi mà các bạn muốn mà gộp dữ liệu hai cột họ tên với nhau á, thì mình sẽ phải nối với khoảng trắng. Đây mình sẽ có cái khoảng trắng nè, và mình sẽ có dấu nối chuỗi. Thì cái dấu và này là dấu nối chuỗi ha, chuỗi thứ nhất nối với khoảng trắng rồi nối với chuỗi thứ hai, thì chuỗi thứ nhất là họ, họ rồi tới khoảng trắng rồi tới tên. Đó, thì nó sẽ có cái khoảng trắng. Đây là tách gộp về cột họ tên. Rồi tiếp theo là mình sẽ tách gộp về số và đơn vị. Đối với dữ liệu thứ nhất thì mình phân tích ở đây, mình chỉ đối cái phần dữ liệu thứ nhất nè, ví dụ như trong quá trình mình học tập hoặc là làm việc đó, mình nhận được một cái file như thế này, khi mà yêu cầu mình thực hiện các phép toán trong Excel á, mình không thể nào mà thực hiện trên cái chuỗi như thế này được. Mình sẽ bắt buộc là mình sẽ bỏ cái phần chuỗi này đi, bỏ cái phần đơn vị mà nó đã nhập trực tiếp vào đây. Cho nên ở đây mình chỉ cắt cái phần số ra thôi, rồi mình đổi nó thành số. Thì mình sẽ sử dụng cái công thức. Đó, ở đây mình sẽ sử dụng cái công thức cắt bên trái, vì những cái chuỗi số đó nó là bên trái, cho nên mình sử dụng hàm left. Rồi độ dài của chuỗi thì cái độ dài của chuỗi ở bên trái này nè bằng độ dài của cả cái cột này, của bằng độ dài của cả ô này trừ đi 4 ký tự cuối. Chữ VN, chữ Việt Nam đồng này là 3 ký tự, nhưng nó có thêm cái khoảng trắng nữa là tổng cộng là 4 độ dài là 4 ký tự. Tức là mình sẽ độ dài của cả chuỗi mình trừ đi 4 ký tự cuối. Anh em mình sẽ sử dụng hàm len. Độ dài của cả chuỗi nè, trừ đi 4 ký tự cuối nè. Đó. Rồi, sau đó thì kết quả của cái hàm left này mình sẽ nhân với 1 để mình ép nó thành kiểu kiểu số.
là mình lấy cái phần số ra. Trong trường hợp là cái dữ liệu số 2 của mình, cái phần đơn vị của nó không có đều nhau về cái phần phần đơn vị, cái phần đơn vị, cái độ dài của phần đơn vị nó không có đều nhau, cho nên đây mình sẽ tách cái phần số và mình giữ nguyên cái phần đơn vị. Nếu như mình không giữ nguyên phần đơn vị thì mình sẽ không có đảm bảo được cái dữ liệu của mình, đảm bảo được cái đúng tính đúng của dữ liệu. Cho nên ở đây mình sẽ thực hiện bằng lệnh, tức là mình sẽ quét cái dữ liệu số 2 này. Quét cái dữ liệu số 2 này sau đó vào data. Mình sẽ chọn vào test to column. Trong đây mình sẽ chọn cái net, chọn cái nút net. Sau đó mình sẽ chọn vào space, có nghĩa là ở đây chỉ có khoảng trắng, có một khoảng trắng này thôi. Tức là ngay khoảng trắng này mình sẽ đẩy sang một cái cột mới. Ở đây mình chỉ sử dụng cái khoảng trắng, tức là những cái nào thuộc ngay cái khoảng trắng nó sẽ đẩy sang cái cột mới. Next. Rồi mình chọn finish. Đấy, thì cái phần số và cái phần đơn vị nó sẽ được tách ra làm hai cột khác nhau. Nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký, và vui lòng để lại cái comment nếu như các bạn có thắc mắc gì về cái phần bài tập của trong video này. Chúc các bạn thành công trong học tập và công việc. Xin chào các bạn.